Rồi chúng ta sẽ hôm nay tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ tiếp tục cái phần của buổi hôm trước là nói về cái tạo ra các cái chương trình con, cái thủ tục trong trong Scratch. Hôm trước tôi chúng ta đã làm cái chúng ta đã tạo ra các cái thủ tục, nó gồm như là các lệnh ở trong cái nhóm là My Block này, đang dùng lệnh này để tạo ra các cái block mới. Thì chúng ta đã làm một số bài tập rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn một chút nhé. Thì khi chúng ta tạo ra các cái block như này, chúng ta thấy nhớ nó chính chúng ta ra những lệnh kiểu như lệnh như này này, đây những lệnh như này này, đây đây tất cả cái này đều là gần như là các cái block nhé. Thì các bạn thấy nhớ ở đây này, nó có những cái ô, là đây là lệnh quay phải, có cái ô này để chúng ta nhập dữ liệu vào. Tôi quay phải là 45 độ chẳng hạn, thì như vậy cái 45 độ này, cái chỗ này là cái chỗ là nó là tham số hay là cái tham số đầu vào của cái lệnh đó. Thì như lệnh như lệnh này là có chỉ có một tham số thôi nhé, cái lệnh này là có hai tham số là x và y, thấy không nào, hai cái dữ liệu đầu vào. Thì với cái lệnh này thì tham số đầu vào của nó là số, nhưng mà cái lệnh này ví dụ như là cái lệnh này là có hai tham số này này là tham số đầu vào là chữ, tham số này tham số đầu vào là số. Nhưng mà cái lệnh say là cái lệnh mà nó có làm một cái lệnh mà gồm có nó có hai tham số. Thì như vậy là một cái lệnh tổng quát, một cái chương trình con tổng quát đấy, nó có thể là một cái lệnh bình thường như ví dụ lệnh này là lệnh không, đây là lệnh không có tham số, còn này là lệnh lệnh có tham số, bạn chú ý nhé. Đấy. Nhưng mà trong cái lệnh mà chúng ta đã biết ở trong Scratch ấy, thì đa số là những lệnh mà có tham số ví dụ như này, đây cái này này có tham số nhé, đây, chọn được cái này. Đấy. Còn có những lệnh này là không tham số, hay là cái lệnh này là không tham số, ví dụ cái lệnh này là lệnh này là lệnh không tham số, còn đa số là có tham số đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cách là chúng ta thiết kế các cái chương trình con hay là các cái lệnh mà có tham số nhé, thì làm như thế nào để tôi lấy ví dụ nhé. Thì chúng ta biết rồi là cái chương trình con ấy, hay là các cái lệnh mà chúng ta tạo ra tiếp tục ấy, là những cái mà chúng ta có thể dùng đi dùng lại nhiều lần, làm cho chương trình chúng ta viết nó ngắn gọn hơn, rõ ràng và sáng sủa hơn. Để tôi lấy ví dụ nhé. Đây, bây giờ tôi lấy ví dụ ví dụ đơn giản tôi làm một số những cái bài toán này nhé. Đây, bài toán nhé. Ví dụ như chúng ta sẽ đây là giáo viên này, và chúng ta đổi một người, chúng ta xóa mèo đi và chúng ta cho vào đây là một cái giáo viên nhé. Đó. Bây giờ giáo viên là người mà ví dụ chúng ta sẽ nhập cái bàn phím vào một cái con số, và giáo viên này sẽ phải tính ra một giá trị nào đó nhé, tính ra và chúng ta trả lời ở trên màn hình. Ví dụ như bài toán chúng ta thì sau lấy ví dụ nhé, nhập vào một cái con số và giáo viên sẽ tính được tổng từ 1 đến n, ví dụ như thế nhé. Đây, ví dụ như này, bây giờ chúng ta truyền cho giáo viên nhé. Để giáo viên đây thì bắt đầu vào giáo viên sẽ chúng ta tạo ra một cái biến nhớ là cái biến là n, là cái số mà chúng ta nhập vào từ bàn phím đó. Bây giờ giáo viên này này bắt đầu chương trình thì giáo viên sẽ yêu cầu chúng ta nhập từ bàn phím đây. Đây. Hãy nhập một số tự nhiên n. Đấy. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào và từ từ bàn phím và kết quả đưa vào cái biến là biến n. Đây, biến n này. Chúng ta vừa mới nhập xong biến n nhé. Thì biến n chúng ta đây. N nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng cái cho biết rồi. Cái lệnh này là lệnh nhập từ bàn phím mà tương tác với bàn phím thì cái kết quả sẽ đưa vào cái biến là biến answer. Đấy. Thì đây là cái lệnh mà nhập từ bàn phím vào cái biến n. Sau đó giáo viên sẽ thông báo cho màn hình là tổng các số từ 1 đến n là bằng bao nhiêu. Đấy. Thì bây giờ chúng ta muốn là cái việc mà tính tổng từ 1 đến n đó, chúng ta không muốn là lập trình bình thường, chúng ta muốn đưa cái đó vào một cái hàm, một cái thủ tục để chúng ta có thể dùng đi dùng lại nhiều lần. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến dùng để lưu cái tổng từ 1 đến n. Tôi gọi biến đó là biến f gì? Đây là cái biến chúng ta sẽ lưu cái kết quả là phép tổng các số từ 1 đến n chẳng hạn nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta làm như sau. Đáng lẽ chúng ta ở đây chúng ta phải lập trình ở đây để tính toán số s gì đó. Nhưng mà chúng ta tạo một cái hàm hay là một cái chương trình con. Đây, tạo một cái block bấm vào đây nhé. Rồi. Cái block này là block cho phép chúng ta tính tổng từ 1 đến n nhé. Tổng. Thì biết là tổng. Tổng nhé. Tổng. Nhưng mà tôi muốn n là một cái tham số của cái hàm này nhé. Thì ở đây chúng ta được phép là nhập vào cái hàm này. À không, xin lỗi, tôi nhầm nhé. Cái chỗ này là không phải là tôi nhầm nhé. Tôi xóa đi này. À, tôi đơm chút. Cái này cũng không sao. Cái này chính là text đúng không? Không sao nhé. Tổng này. Bây giờ tôi muốn đây là khi chúng ta tạo ra một cái block hay là một cái thủ tục thì nó chỉ nhập ban đầu nó nhập vào cái tên của block thôi. Nhưng sau đó chúng ta muốn bổ sung thêm vào các cái ô chúng ta nhập dữ liệu hoặc gọi là tham số ấy, thì chúng ta phải bấm một hai nút này. Đây là cái nút này là cái ô này là để tạo ra một cái ô trống, một cái tham số để nhập vào hoặc là chữ hoặc là số. Còn cái ô này có hình quả chám ấy, chúng ta dùng để tạo ra một cái ô, một cái tham số có cái kiểu dữ liệu là đúng sai logic. Còn cái nút này là chúng ta được phép chèn vào các cái dòng chữ tên của tên giữa những cái tham số. Ví dụ nhé, bây giờ tôi muốn cái hàm của chúng ta là hàm tính tổng của n, thì tôi chỉ bấm tôi chọn đây thôi, tôi bấm đây và tôi bấm nhanh quá nhé. Đây này, nó ra cái ô này và chúng ta sẽ nhập vào đây cái tên của cái tham số chúng ta muốn nhập vào, tôi viết đây là n đó. Thì như vậy là cái hàm của chúng ta có tên là tổng n và nó làm một cái thủ tục có tên là tổng và có một cái tham số là n. Đấy. Chú ý nhé, n này là cái n của cái hàm này, của cái tổng này. Ta bấm ok. Đấy, thì nó ra cái này nhé. Thì đây là cái cách chúng ta định nghĩa một cái thủ tục mà có tham số riêng của mình. Các bạn chú ý cái n này này. Đấy, chú ý nhé, cái n này là cái tham số của cái tổng này, nó hoàn toàn khác với cái n này nhé. Đây cái n đây này là đây đây này, đây là cái n, đây là cái biến là một cái biến tổng thể của chương trình của chúng ta. Còn cái biến này này, biến này là biến của riêng cái hàm này thôi. Đấy, thì chúng ta có thể tạm hiểu cái biến này là biến địa phương của cái hàm này, còn cái biến này là biến tổng thể của chương trình. Hai bên nó khác nhau nhé. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ phải tính tổng từ 1 đến n nhé. Kết quả sẽ đưa vào cái biến s gì, bắt buộc phải đưa ra ngoài một cái biến bên ngoài. S là biến tổng thể ở đây này. Đấy. Vì các cái thủ tục ở trong Scratch nó không cho phép chúng ta tạo ra các cái hàm số giống như là các cái định nghĩa hàm trong lập trình bậc cao như là Python hay là C hay là Pascal. Ở trong Scratch thì tất cả những thủ tục con là chỉ là thủ tục thôi, nó không phải là hàm con, không phải là hàm, cho nên nó không được phép trả lại giá trị. Cho nên cái bài này này, tôi cần tính tổng từ 1 đến n này nhé, thì tôi phải trả lại giá trị là một cái biến ở bên ngoài. Thì biến s của tôi chính là cái biến tôi dùng để làm gì, dùng để tôi tính tổng từ 1 n của cái n này, được chưa? Rồi tôi làm như sau nhé. Đây. Tôi sẽ phải tạo một cái biến nữa là biến chạy, tôi gọi là biến k. Biến k chạy từ 1 đến n và với tổng đó tôi cộng thêm vào với s gì thì như sau nhé. Đây, ban đầu tôi sẽ đặt là cái s gì là cái tổng chưa cần tìm, đặt s gì bằng 0, tôi để ở đây. Đấy. Thì tôi định nghĩa cái hàm tổng n nhé. Nhắc lại là cái tổng n này sẽ làm một thủ tục để tính tổng từ 1 đến n này này, và kết quả đưa vào cái biến s gì. Đầu tiên đặt là s gì bằng 0, sau đó tôi đặt k bằng 1. Đấy. Sau đó tôi sẽ lọc n lần, tôi lọc đây, lọc n lần, n này này
không phải hỏi ấy này nhé, n là n là cái biến riêng của cái tổng này, tôi đưa vào đây lập n lần, và mỗi lần như vậy thì tôi tăng s lên giá trị là k, tôi dùng cái lệnh là trên s, trên s by cái gì, by k. Mỗi lần như vậy tôi lệnh này trên lệnh là s bằng s cộng k, tôi đưa vào đây đó. Sau đó tôi tăng k lên một đơn vị, tăng k lên một đơn vị thì lệnh này lặp sau n lần thì nó ra tính cái tổng của s đó. Nhưng mà đây là cái hàm, làm cái hàm này là gọi là hàm cũng được, gọi là như là hàm mà kết quả không trả lại ngay, mà kết quả trả lại là cái biến s. Thì cái lệnh này là lệnh có thể tạo một lần và dùng nhiều lần, được chưa? Bây giờ tôi lặp lại ở đây nhé. Khi mà giáo viên mà cô này chúng ta nhập từ bàn phím vào là số n rồi, sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ gọi cái lệnh này, chúng ta vào cái block này đấy, lọc đây, chúng ta đưa vào đây và chúng ta đưa cái n, đây là n, chính là n của cái answer này nhé, chúng ta đưa vào đây. Thì sau cái lệnh này này thì kết quả sẽ được đưa ra cái biến s ở bên đây đó, và sau đó cô giáo sẽ lại nói như sau, cô giáo chúng ta vào cái lệnh này, giáo viên sẽ nói như sau là tổng các số là tổng các số từ 1 đến n là nhé, biến hơi dài một chút, tôi phải nối này, dùng cái này để nối nhé. Đây, tổng các số từ 1 đến đến cái gì, đến n là, đây tôi phải nối tiếp này, từ 1 đến n là, tôi phải nối nữa nhé, này phải nối 4 lần là nhé. Tổng có số từ 1 đến n, đây lại là chữ n, tôi kéo cái n này ra, từ 1 đến n là, tôi vẽ như này, là cái gì, là chính là s, sau đây này chính là s, đưa s lên ra đấy. Nhưng đây là cái kết quả của giáo viên đưa ra này, tổng các số từ 1 đến n là s. Như vậy là chúng ta đã tính, đây chúng ta đưa cái này vào đây đấy, thấy không nào, từ này cho nó dễ nhìn nhé, đưa cái này vào đây. Đấy, thấy không nào? Như vậy là cái đây chỉ chính của giáo viên đây thì nó sử dụng cái thủ tục con là tính tổng từ 1 đến n. Bây giờ tôi làm cho thử nhé. Đây, giáo viên tôi tính là 6 chẳng hạn. Thì giáo viên sẽ trả lời là tổng có số từ 1 đến 6 là 21. Đấy. Tôi cho cái này nó dài ra để cho dễ nhìn nhé. Tôi để đây là 10. Tổng lại này. Là n bằng 2 này. Tác số nó sẽ là 3, đấy, 1 cộng 2 là 3. Bây giờ chạy lại nhé, chạy lại là 5, thì tác số nó sẽ là 15. Chạy lại thì tôi cho là 100, từ 1 đến 100 tác số nó sẽ là 5050. Thì đây là một ví dụ là chúng ta là tạo ra các cái thủ tục chương trình con nhưng mà là có tham số đấy, đây nó lại có tham số hơn này. Thì ở trong Scratch cái này nó rất là mạnh luôn. Thì cái định nghĩa một cái thủ tục, một cái hàm, một cái tham số ấy thì nó mạnh giống như là các cái thủ tục, các cái nó mạnh giống như là các cái ngữ lập trình bậc cao khác, như là Python, như là C, như là Pascal. Cho nên cái phần đây là một chức năng rất là mạnh của Python. Rồi bây giờ tôi sẽ ghi lại bài, đây là bài đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ làm vài bài ở trong cái hướng này để chúng ta có cái đây, tôi ghi lại cái bài. Hôm nay là bài 12 rồi đấy nhé. Một này là tính tổng. Các bạn đã hiểu chưa? Đây là một cái bài rất đơn giản. Bây giờ tôi sẽ làm một cái bài số 2. Bài số 2. Bài số 2 như này nhé. Bài số 2 là cái bài dùng cái hàm, nhưng mà số 2 là cho trước số n. Bây giờ bài số 2 là bài đếm đếm các cái ước số thực sự của n. Đấy. Như như n n n bằng các số ước thực sự của n là với một số n, thì các ước số thực sự của n là tính từ 1 trở đi nhưng mà nhỏ hơn n. Đếm xem nó có bao nhiêu ước số như vậy. Ví dụ như với n bằng 2 nó chỉ có 1, với n bằng 3 nó lại chỉ có 1, với n 4 nó có 2 là 1 và 2. Thì chúng ta sẽ làm sang bài số 2 nhé. Cũng là bài này, cũng là cái bài dự điểm phơi nhưng mà chúng ta viết một cái hàm khác. Bài này như sau là nhập từ bàn phím vào số n và giáo viên sẽ tính số các ước số thực sự của n là bao nhiêu nhé.
Đây là một cái bài toán hết sức bài toán tính toán hết sức là đơn giản, học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được. Cái bài vừa rồi là cái bài này là bài tính tổng. Cái bài tiếp theo mà tôi vừa làm sẽ làm là bài đếm. Đếm. Thì trong trong thực tế có rất nhiều cái bài liên quan đến đếm, mà này đếm nhé. Nhưng mà cho trước số n, đếm các cái ước số thực sự của n là như sau này. Bây giờ chúng ta vào file mà chúng ta sẽ new một cái file mới nhé. Đấy. Và chúng ta cũng gọi cho giáo viên vào cho nó hay hay đấy, đây nhé, và con mèo này chúng ta bỏ đi. Được rồi, thế bây giờ bài này là như sau, cũng như vậy giáo viên sẽ hỏi yêu cầu người dùng nhập bằng nhập một cái số từ bàn phím đấy. Số này tôi kiểu là n, tôi sẽ tạo ra một cái biến là n ở đây. Tạo một cái biến là n. Đấy, n. Được chưa? Rồi. Bây giờ giáo viên sẽ thông báo đây và xin sinh giáo viên sẽ hỏi là hãy nhập tự nhiên n. Nhập số tự nhiên n. Đó. N nhé. Đấy, sau đó là kết quả sẽ đưa vào cái biến tôi dùng cái lệnh này, kết quả sẽ đưa về n, kết quả là người dùng nhập vào là cái biến hệ thống answer. Đấy. Như vậy là n nhập vào đây. Đấy. Về sau hai lệnh này thì cái số người dùng nhập vào là n nó sẽ được lưu vào cái biến n. Rồi sau đó giáo viên sẽ tính đếm một cái hàm đếm các ước số thực sự của n. Chúng ta sẽ tạo ra cái hàm đó bằng gì, bằng cái thủ tục này. Đấy. Đó, mình sẽ tạo ra một thủ tục có tên là đếm đếm các ước thực sự của. Đấy, tên tên hàm nhé. Xong tôi đưa con tôi bấm này vào, tôi đưa vào để đưa vào cái tham số. Đấy, thực hiệu tôi là n. Như vậy là cái bài hàm chúng ta là hàm như sau là đếm các ước thực sự của n. Được chưa? Thì như vậy là một cái hàm. Đó. Và cái hàm này sẽ kết quả sẽ đưa ra một cái biến. Biến đó tôi ký hiệu tôi đặt tên là biến biến đếm đúng không? Gọi là biến cao đi. Tạo một cái biến mới nhé. Đây tôi tạo một cái biến mới là biến cao. Cao dùng để đếm nhé. Và tiếp theo tôi phải tạo một cái biến nữa là cái biến k để chạy. Biến k để chạy. Đó. Bây giờ làm thử nhé, bài này rất đơn giản thôi. Tôi cho k là bắt đầu chạy từ 1, chạy cho n trừ 1. Và trong quá trình đó tôi đếm xem là k có là ước của n không. Nếu có ước của n thì tôi cộng vào cái biến k. Như vậy ban đầu tôi đặt biến k bằng 0. Đó. Và tôi đặt cái biến k bằng 1. Đấy. Và tôi lập biến k là 1 và tôi lập là bao nhiêu lần? Lập là n chỉ một lần vì n không tính. Như vậy k chạy từ 1 đến n chỉ 1. Tôi sẽ lập n chỉ một lần. Tôi vào cái lệnh này mà tôi dùng cái lệnh là lập. Lập ở đây không phải n lần mà lập n chỉ một lần. N là n này này. Là cái biến là đây là cái biến địa phương của cái hàm này nhé. Thì lập này là n chỉ một lần. N chỉ một tôi làm như sau. Tôi vẫn dùng cái lệnh tôi dùng cái này ra. Tôi kéo n này ra nhé. Đó, chúng ta chú ý n này nhé. Đó. Ở đây là một. Đây chính là n chỉ một. N này là cái biến riêng của cái hàm này theo của cái thủ tục này. Tôi đưa cái này vào đây. Đấy. Được chưa? Và mỗi lần lập như vậy tôi sẽ kiểm tra xem k có phải là ước của n không. Của n này này. Thì lệnh kiểm tra đó như sau. Tôi dùng cái lệnh là if kiểm tra nếu bằng if nhé. Nếu đây bằng nếu như mà k là ước của n khi chỉ khi là lấy phép chia n chia cho k bằng không, lấy phép chia số dư ấy, dùng cái lệnh gì? Dùng cái lệnh lệnh mod. À, lệnh mod. Đây là phép phép dư n này chia cho k. Đấy, tôi lấy k ra nhé. K đây. N chia cho k có bằng không hay không? Đây, tôi để ở đấy bằng không. Nếu mà nếu nhé, nếu n lấy số dư cho k bằng không, tức là k là ước của n thì tôi tăng cái biến cao lên một đơn vị, tôi dùng cái lệnh là trên cao bằng 1. Đấy, tôi đưa cái này vào đây. Như vậy là sau cái lần lặp này này, sau cái n trừ 1 lần lặp này thì cái biến k của chúng ta chính là cái biến mà trả lại giá trị là đếm các ước thực sự của n. Đấy, và chúng ta kéo đây nhé.
Và bây giờ cô giáo sẽ hiện khi mà nhập N vào, cô giáo sẽ gọi cái lệnh này ra. Đây, cô giáo sẽ gọi. Đây là một thủ tục đúng không? Một cái lệnh chúng ta vừa tạo ra. Chúng ta điểm ở đây và chúng ta kéo cái N này ra. Chúng ta chú ý nhé, N này là khác N này nhé. N đây là cái N đây là cái là nó đang là một cái biến bên trong của cái hàm này, của thủ tục này. Còn đây là bên N này là cái biến riêng, là cái biến tổng thể của cái chương trình mẹ. Thì cái biến mà thực sự ở trong chương trình nó có màu vàng, còn cái biến mà ở bên trong một cái thủ tục thì nó có cái màu hồng giống như là cái màu của cái giống như cái màu của cái hàm này. Cho chú ý phân biệt cái biến này nhé và cái biến này nhé, hai khác nhau nhé. Cái màu vàng này là cái biến của chương trình, còn cái biến này thì không phải, biến này không chịu, không, bên ngoài nó không, không 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 bên ngoài này nó không có trị, có trị ở bên trong cái hàm này thôi nhé. Đó rồi, sau lệnh này thì giáo viên sẽ thông báo, này là giáo viên thông báo như sau. Cái biến nó là biến cao đây này, giáo viên sẽ thông báo như sau. Đây giáo viên sẽ dùng cái lệnh này, ví dụ lệnh này là gì, chúng ta kéo cái này ra, chúng ta đây giáo viên sẽ là số các ước thực sự của N là đấy, đúng không, số các ước thực sự của N là đấy, của N của thôi nhé, của N chúng ta sẽ phải đưa vào đây rồi, của N là như vậy, phải nối và nối thêm một lần nữa, phải nối vẫn phải nối là 3 lần. Số các ước thực sự của N là đây, là chúng ta kéo cái này ra, của N đây, của N xong chỗ này là cái này là gì, là cái biến cao, chúng ta vừa đếm xong đó. Mình chúng ta đưa này vào đây được chưa, chúng ta chạy thử nhé, để cho tăng này lên là 10 10 giây cho nó gì nhé, đẹp hơn. Đây bây giờ tôi nhập vào số 10 chẳng hạn, thì 10 nó phải có là 1 2 và 5, nó có 3, đa số nó phải là có 3. Ồ là 9 à, tôi quên chưa tăng, sao bị làm sai nhé, đây này, quên ở chỗ này, quên chưa tăng cái k lên một đơn vị, chúng ta phải dùng lệnh này trên k nữa đấy, chúng ta làm sai đấy nhé, ở chỗ này này, đường dưới này này, sau khi mà chúng ta kiểm tra xem k có phải là ước của n không, nếu có ước của n chúng ta tăng cao lên một đơn vị, sau chúng ta phải tăng k lên một đơn vị, chúng ta chạy lại nhé, bây giờ đúng rồi đấy, 10 nó phải là 3 đấy, không có ước thực sự của 10 là 3 đấy, được chưa. Đấy, chạy lại bài khác nhé, là 7 chẳng hạn, là 1 thì các cái số mà số ước thực sự của nó là 1 thì cái số đó người ta gọi là số nguyên tố, thì như vậy số 7 là số nguyên tố. Như vậy là cái chương trình này cũng là cái chương trình để chúng ta cái hàm này này dùng để kiểm tra xem n có nguyên tố hay không. Hàm này nếu mà biến cao trở lại là 1 thì n là nguyên tố, còn nếu không thì n không là nguyên tố. Được chưa? Nhưng mà đây là bài số 2 nhé. Bài số 2. À, bài số 2 là tính là đếm đếm ước thực sự được chưa, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái hôm trước chúng ta có một cái bài là cho ta vẽ cái mặt đồng hồ đấy, vẽ hình tròn đấy, vẽ hình tròn, vẽ hình tròn, vẽ mặt đồng hồ, cho ta vẽ mặt đồng hồ sau nhé, vẽ hình tròn với cái tâm là biết trước x y bằng kính lệ r, nhưng mà tôi muốn viết lại cái hàm đó nhưng với cái hàm đó, nhưng mà hàm có tham số là x y và r, x y là tâm và bán kính là r, như vậy tôi tạo ra một cái hàm để tự động vẽ cái hình tròn có tâm là x y và bán kính là r, được chưa. Rồi bây giờ tôi làm lại một cái bài khác nhé, bây giờ tôi new này. Đấy, new một cái này, dùng con mèo dùng luôn được nhá. Bây giờ tôi làm lại cái, tôi làm thủ tục cho con mèo này, nó sẽ vẽ tự động một cái hình tròn có tâm là x và y và bán kính là r, và tôi sẽ dùng cái tạo ra một cái dùng cái tạo ra một cái thủ tục
riêng để vẽ, được chưa? Rồi tôi đã làm này. Đầu tiên tôi làm cho con mèo trước ở đây nhé, đây, con mèo đây nhé. Thì đầu tiên con mèo, đầu tiên cho con mèo nó ẩn đi như bình thường. Chúng ta muốn tạo ra con mèo là cái làm cái bút vẽ thì chúng ta sẽ ẩn đi. Chúng ta vào Looks và chúng ta sẽ ẩn đi. Ẩn đi. Đấy. Sau đó chúng ta đây chúng ta phải đưa cái nhóm vẽ vào đây. Đúng rồi đây. Nó sẽ đưa vào đấy nhé. Rồi này, bây chúng ta trước khi vẽ thì mèo nó sẽ xóa ẩn đi này, xóa tất cả đi nhé. Và mèo nó sẽ pen up lên. Chúng ta nhớ hôm trước là chúng ta xóa và erase all là lệnh xóa, còn pen up là chúng ta mèo nó nâng mút. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Đây bây giờ tôi bắt đầu tạo ra my block, tôi tạo ra một cái thủ tục. Thủ tục này là vẽ đường tròn đích trước tâm vào bán kính. Được chưa? Như vậy cái thủ tục này là thủ nó có 3 tham số cơ. Tham số là x, y là tâm của hình tròn và bán kính r. Nó có 3 tham số x, y và r nhé. Tôi làm tôi tạo này. À, tôi vẽ đây, tôi viết về là vẽ hình tròn. Tôi dùng từ hình tròn này nó dễ nhé, hình này. Ôi, nó bị không gõ được. Đây. Hình tròn tâm nhé. Tâm là gì? Đấy, tâm xy là các cái tham số. Tôi phải bấm vào đây chọn xy là số. Cái nút này là nút để tạo ra các tham số hoặc là chữ hoặc là số. Bấm vào đây và tôi chọn là x, đó là một tham số. Bấm được thứ hai đây nữa, bấm lần nữa này thì tạo ra biến lại là y nhé. Rồi tâm xy sau đó tôi phải tạo ra một cái chữ nữa là cái chữ bán kính cho mọi hiểu. Tôi bấm vào đây là để tạo chữ, bấm vào đây và tạo chữ bán kính, bán kính. Rồi sau đó tôi bấm vào đây và tôi nhập thêm một cái tham số nữa là r đó. Như vậy chúng ta vừa tạo ra một cái thủ tục có tên là hình tròn tâm, x y là các tham số và bán kính là r. Như vậy các bạn thấy đây là một cái bài mà một thủ tục bằng giúp hoàn chỉnh đấy. Chúng ta có thể thêm chữ vào giữa các cái tham số. Như vậy chúng ta tạo ra một cái lệnh mới của chương trình với đầy đủ tất cả các tham số, 3 tham số nhé, đầu vào rất là mạnh. Thậm chí chúng ta muốn là tạo ra hình để vẽ nhanh, chúng ta bấm vào đây, thì nếu mà vẽ thì nó vẽ rất là nhanh đó. Bấm vào đây nhé, chúng ta bấm OK đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải lập trình để mà chúng ta đây cái đây là thủ tục. Khi gọi thủ tục này thì nó sẽ là vẽ, nó tạo ra cái hình này, tạo ra cái lệnh này. Chúng ta để cho đưa vào đây nhé. Ví dụ tôi muốn vẽ cái hình tròn là bán kính tâm là không không nhé và bán kính là 100 chẳng hạn, thì tôi chỉ gõ vào đây thôi. Đấy. Thế bây giờ tôi ẩn đây nhé và tôi bắt đầu tôi lập trình cho cái này. Đấy. Để từ đầu nhé. Lập trình này các bạn nhớ lại là hôm trước làm rồi, bây giờ làm lại thôi. Làm lại với các cái tham số địa phương là x, y và r. Chúng ta nhớ lại nhé. Để làm lại được rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ vẫn làm lại, chúng ta sẽ pen up lên này cho nó an toàn. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ go to cái vị trí xy này. Chúng ta kéo xy này xuống này. Đấy, rất là hay nhé. Xy như vậy đây. Xy này là các cái tham số của riêng cái hàm này thôi. Thủ tục này thôi. Chúng ta không có dụng ở ở ở, ở bên ngoài. Rồi, thế bắt đầu chúng ta bắt đầu vẽ này. Và nhớ lại nhé. Chúng ta sẽ lập một cái vòng lặp là 720 vòng. Và chúng ta sẽ từ tâm chúng ta đi ra cái đường viền với một khoảng cách là r trừ 1. Sau chúng ta hạ bút vẽ một đoạn bằng 1. Sau chúng ta nâng bút và lùi về 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 điểm XY, sau chúng ta xoay một góc là một nửa độ. Thấy chưa? Ta nhớ lại đấy nhé. Chúng ta bắt đầu này. Chúng ta vào cái vòng lặp. Vòng lặp của chúng ta là 720. Để cho thật là gọn cho nó cho thật thì chúng ta vẽ tên hình tròn đầy đủ 720 nhé. Rồi sau chúng ta làm như sau này, chúng ta bắt đầu vẽ này. Chúng ta sẽ đi ra, chúng ta sẽ từ tâm chúng ta múc về phía trước một cái đoạn bằng r trừ 1 này. Đó.
tôi sẽ phải dùng cái toán tử này, R này. Đấy, R trừ 1 nhé. Tôi kéo cái R này xuống này. Đấy, R trừ 1. Đấy, chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Chúng ta đi ra, nhưng mà đi ra ngoài mép của hình tròn, nhưng mà vẫn vẫn là nâng bút nhé, không phải hạ bút. Ra tới đây rồi chúng ta mới hạ bút. Đấy, nhớ lại cái lệnh vẽ đang hôm trước này, hạ bút. Sau đó chúng ta sẽ đi phía trước một bước nữa. Một. Đấy, như vậy hạ bút để vẽ đi một bước. Như vậy là đi chỗ này là R trừ một bước nhé, mà không hạ bút. Sau đó hạ bút vẽ một bước thôi. Như vậy cái hình tròn nó có độ dày là một. Sau đó chúng ta gì, chúng ta sẽ phải thì chúng ta lại phải nâng bút lên và chúng ta lùi về, nâng bút lên, chúng ta đi lùi về một đoạn bằng chữ R, chúng ta vào cái lệnh múc này và đi lùi về, đưa về là chữ R. Muốn muốn gõ được chữ R chúng ta phải vào cái chỗ này, chúng ta tạo cái pháp nhân như thế này. Cái pháp nhân chúng ta kéo cái R này xuống và chỗ này chúng ta viết là trừ một. Như vậy là đây là trừ một nhân R chính là chữ R. Chúng ta đi về phía tâm là đoạn là R nhé. Đi phía trước là chữ R trừ một này, cộng một nữa là thành R đúng không? Sau đó lùi về tâm là chữ R. Sau đó chúng ta mới xoay. À, chúng ta mới xoay sang trái sang phải, tùy ý không quan trọng, và tạo ra một góc là 0.5. Để làm sao để cho 0.5 là nhân với cái 720 này là vừa vặn là 360, thì vừa vặn là tròn một cái hình tròn. Đấy. Được chưa? Đấy. Giờ chúng ta làm thử nhé, chạy thử đây, chúng ta bấm đây, chúng ta chạy thử ở đây nhé. Đó, chạy thử ở đây. Đây là 0.0 trong 100 nhé, chạy thử này. Đấy. Nhanh không? Nó rất là nhanh. Bây giờ chúng ta bây giờ sửa lại, bây giờ tôi làm lại, bây giờ tôi muốn cái là từ hình tròn là x chỉ là 0 y bằng trừ 20 chẳng hạn, nó thay đổi, nó khác như ở phía dưới này. Đây này, phía dưới. Tôi tăng cái này lên là 150 chẳng hạn thì nó khác. Bây giờ tôi tạo ra một cái hình tròn tâm ở chỗ ở khu vực là 100 và y cũng là 100. Và bán kính của nó vậy chỉ là 50 thôi thì nó khác đấy. Đấy. Nhưng mà cái hàm này là cái lệnh này là tổng quát, chúng ta có thể vẽ một cái hình tròn ở bất cứ nơi nào ở trên màn hình cho chữ x, y và r. Các bạn đã hiểu chưa? Đó, bên này tôi ghi lại nhé. Nhưng mà đây là cái bài là bài số 3 là vẽ hình tròn với tâm, biết tâm và bán kính, biết tâm và bán kính, nhưng mà làm tổng quát. Tổng quát là gì? Là chúng ta mà tổng quát là chúng ta gì, là chúng ta mà làm cái tạo ra một cái lệnh mà có tham số là x, y và bán kính. Và khi chúng ta tạo ra cái lệnh này rồi thì các bạn thấy những cái lệnh chúng ta vừa tạo ra nó có dạng như thế này, là một dạng hình, một lệnh tổng quát như này, nó có ba tham số. Đấy, tham số rất đặc biệt, rất là hay đấy. Thì cái lệnh này khi chúng ta tạo rồi thì chúng ta phải dùng nó nhiều lần, nó coi như một lệnh ở trong chương trình mà ta được phép dùng nhiều lần. Thế đó chính là ý nghĩa của cái lệnh này, của cái lệnh mà là tạo block mới nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ cải tiến cái bài này. Tôi sẽ vẽ cái hình tròn và tôi sẽ vẽ lại cái mặt đồng hồ cho chúng ta cùng nhé. Chúng ta tạo ra cái này là 150, chúng ta vẽ thử xem nào. Đó. Thì bây giờ tôi muốn là vẽ vẽ đây cái các cái được cái nét, hôm qua tôi vẽ cái nét của cái phút ấy. Đấy. Cứ một phút chúng ta vẽ một lần, vẽ một đường nhỏ. Nhé, bây giờ tôi sẽ hoàn toàn tốt hơn là cứ một phút thì ta vẽ đường nhỏ, nhưng cứ 5 phút một chúng ta vẽ một đường lớn hơn, dài hơn. Để chưa mà các bạn biết cái mặt đồng hồ ấy. Cái mặt đồng hồ là cái mặt mà nó vẽ là, các bạn nhìn vào đồng hồ thấy nhé, là ở cái vạch 1 phút thì nó bé lắm, nhưng vạch 5 phút ấy là 12 giờ 5 phút, 12 giờ 10, 12 giờ 15 là nó to. Nhưng mà chúng ta sẽ vẽ phân biệt ra hai loại vạch, vạch 1 phút, vạch 1 từng phút và vạch 5, vạch 5 phút. Được chưa? Chúng ta sẽ điều khiển luôn cái đó nhé. Rồi, thế bây giờ đây là chúng ta làm luôn cho cái này nhé. Thì cái thủ tục này là thủ tục mà dùng để vẽ vòng tròn ngoài. Bây giờ chúng ta tạo ra một thủ tục con nữa, thủ tục khác dùng để vẽ các cái nét bút đó nhé. Rồi, tôi làm cùng các bạn này. Bây giờ chúng ta vẽ cho nhỏ để chúng ta nhìn dễ nhé. Như vậy đây là cái để riêng ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục thứ hai. Thủ tục thứ một là vẽ hình tròn lớn, tôi biết rồi.
tâm XY và kính R. Thủ tục thứ hai là vẽ các cái nét vẽ các cái nét bổ sung cho đồng hồ nhé. Đấy, thì tôi lập cộng thêm vào cho đây. Từ đó vẫn có cái nó vẫn có cái tham số là XY và bán kính lệ R. Được chưa? Rồi tôi làm như sau này. Bây giờ tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái thủ tục mới là vẽ, gọi là vẽ mặt đồng hồ đi. Vẽ mặt đồng hồ. Vẫn có hai cái tôi viết tiếng Việt cho nó ngon, vẽ này mặt đồng hồ nhé. Vẫn có các tham số là x là một này, vẫn giống như kia y nhé. Và có thêm đây là bán kính như thế, có cái tham số hết như vậy, bán kính là r. Muốn tạo cái ô trắng này, chúng ta bấm vào đây là tạo ô trắng. Ô trắng này là chung cho cả chữ và cả số. Đấy, cái là tôi muốn vẽ nhanh, bấm lên để vẽ nhanh. Đấy. Rồi, thì thủ tục này nó sẽ kèm theo thủ tục kia nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vẽ này. Cách làm là tương tự như ở đây, nhưng mà ta chú ý thôi. Chú ý là bây giờ chúng ta không vẽ cái bên ngoài nữa, mà chúng ta vẽ cái đường đường là cái đường ấy nhé. Bây giờ chúng ta đây làm như sau nhé. Đầu tiên tôi cũng là pen up lên này, pen up lên này. Sau đó tôi vẫn là go to XY này, vẫn là như cũ nhé. Go to cái điểm mà XY và Y đây. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm khác biệt nhé. Chúng ta nhớ lại là cái góc mà của chúng ta đấy, cái góc mà mỗi 1 phút ấy là tất cả có 60 phút đúng không? Như vậy là 360 độ mà chia 60 phút thì có phải là 6 phút không? Có phải là 6 độ không? Như vậy một cái góc như vậy là 6 độ. Được chưa? Nhé. Bây giờ tôi sẽ làm như sau. Tôi tạo một cái biến để tôi dùng để tôi đếm, để tôi kiểm tra. Tôi gọi là cái biến K đi. Cái biến K bắt đầu là không, bằng không tức là nó chỉ lên trên này này. Và khi chuyện như vậy, cái K đó, khi K đó mà là K bằng 0, bằng 5, bằng 10, bằng 15 thì chúng ta sẽ vẽ khác. Còn nó K không phải 5, 10, 15 chúng ta sẽ vẽ khác. Đó. Nhưng mà nếu K mà là bội của 5 thì chúng ta vẽ cái đường nét bút nó dài hơn. Còn nó K là bình thường chúng ta vẽ nét bút là chuẩn hơn. Rồi, bây giờ chúng ta làm như vậy để chúng ta vẽ được cái mặt đồng hồ chính xác. Bây giờ tôi phải tạo ra một cái biến nhớ có tên là K. Biến này là biến chạy, biến này nó chỉ đóng vai trò là chạy thôi nhé. Thì ban đầu tôi đặt K bằng 0 đó. Rồi sau đó tôi làm như sau này, vẫn là phải quay làm là bước quay là sáu độ để nó quay, nhưng mà ta cần quay là 60 lần thôi. Như vậy chúng ta sẽ vào cái lệnh sau đây, chúng ta sẽ vào cái vòng lặp này và quay đúng 60 lần, quay đúng 60 lần. Được chưa? Mỗi lần như vậy, quay như vậy là bây giờ chúng phải làm như sau. Ban đầu là góc của chúng ta là cái góc của chúng ta cái thân ca này chính là góc đấy. Ca này chính là góc đấy, là góc 0 độ nhé. Mà ca này chính là góc đấy, mà tôi không thôi được, tôi đổi lại đi, tôi không dùng biến tôi không dùng biến ca nữa, mà tôi đặt tên là chính là góc luôn nhé. Đây ca này tôi đặt tên là góc luôn đấy. Tôi đổi tên dùng lệnh là rename, nó có lệnh là rename cái biến này, tôi đặt tên của nó là góc luôn nhé, là alpha cho đẹp, hoặc là biết là dùng từ góc cũng được, alpha cũng được, hay là góc cũng được, alpha đi nhé. Đấy. Thì alpha là cái biến mà nó chính là góc của chúng ta. Thì ban đầu là cái chúng ta phải chúng ta sẽ hướng về về góc này, cho nên ban đầu chúng ta làm như sau. Chúng ta cho cái người này cái kim, chúng ta sẽ quanh sẽ chỉ về hướng góc alpha. Đấy, chúng ta ăn nó cùng hướng góc alpha đó. Rồi cho để ở đây nhé. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này lập này nhé. Thì như sau này, ở đây chúng ta sẽ phải xử lý 2 lần ở chỗ này. Nếu alpha mà chia hết cho 5 thì chúng ta vẽ cái kim vẽ cái nét khác, còn alpha không chia cho 5 chúng ta làm khác. Nhưng mà chúng ta sẽ phải xử lý như sau, chúng ta sẽ phải đưa vào đây một cái lệnh là nếu if then else đây nha. Nếu mà alpha góc alpha này mà là gì mà chia cho 5 thì chúng ta làm khác, chúng ta vẽ cái đường nó dài hơn. Còn mà góc đó không chia cho 5 thì chúng ta vẽ đường ngắn hơn nhé. Rồi chúng ta làm như sau này. Ở chỗ nào chúng ta sẽ phải đưa vào đây cái biểu này. Đấy. Nếu nhé,
Nếu làm phép chia, làm phép dân số dư, đây chúng ta làm phép chia đây. Đây, nếu mà alpha mà chia cho 5 đấy, mà bằng 0, đây thì phép dư nhé, alpha mốt 5 là phép chia cho 5, làm phép dư cho 5 mà bằng 0 ấy, thì chứng tỏ là alpha là bội của 5, thì chúng ta phải vẽ cái kim phút. Chỗ này là chỗ vẽ kim phút này, vẽ cái nét của cái không phải cái phút mà vẽ cái nét của các cái thời gian là 0 phút, 5 phút, 10 phút, 15 phút. Còn cái chỗ ngoài này này, dưới này là vẽ các đường bình thường ngắn hơn. Chúng ta đưa này vào đây. Đấy. Và khi xong một vòng này, chúng ta chỉ vừa change, dùng lệnh là change alpha by 6 độ. 360 chia cho 60 là 6 độ đúng không? Chúng ta change alpha 6 độ. Được chưa? Đấy. Chúng ta có thể làm như này, chúng ta có thể dùng cái lệnh này, chúng ta kéo cái này vào đây, lệnh point này chúng ta đưa vào đây. Thực ra là trên alpha như này thì ở trên này chúng ta sẽ point hướng về alpha cũng được. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm với chương trình này. Ở đây nhé, nếu mà chia cho 5 ấy thì nó làm khác nhé, thì chúng ta vẽ cái đường nó khác đi một tí, thì chúng ta làm như sau nhé. Chia cho 5 thì chúng ta làm như sau. Đây nó phụ thuộc vào R nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ phải tạo ra một cái tôi tạo một cái biến để tôi mô tả cái đoạn mà tôi tạo ra một cái biến là biến D đi. Biến D nhé. Đấy. Thì biến D là dùng để chỉ. Cái biến D là dùng để tính cái chiều dài của cái đường mà của cái đường mà trên cái mặt bản đồ hồ, cái đường là cái đường 5 phút, 10 phút ấy. Thì chúng ta đặt như sau. Đầu tiên chúng ta đặt cái biến D này bằng là gì? Biến D này đặt bằng R chia cho 10 đi. Để tôi làm thân tôi hình dung nhé, phép chia này. R chia cho 10. Còn bình thường chúng ta để nhỏ lại R chia cho 10. Như vậy nếu mà 150 thì là 15. Chúng ta đặt cái này ở trên cùng nhé. Đấy. Rồi là như sau này. Đây này, ở đây nhá. Thì chúng ta sẽ vẽ cái đoạn đó bằng D. Nếu mà alpha là chia cho 5 chúng ta vẽ cái đoạn đó bằng D, còn nếu không chúng ta vẽ nó bằng 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 2 và 1 thì đó thôi nhé. Đấy. Nếu không chúng ta vẽ được bằng D, nếu không chúng ta tạo ra cái thôi, chúng ta cùng nhau làm cái này nhé. Thế này. Thì như sau này, ở đây này, chúng ta sẽ cho cái đoạn đó đi về phía trước một đoạn là bằng R trừ D. R trừ D chúng ta cùng nhau làm này, R trừ D đây, R phép trừ đâu rồi? Phép trừ đây. Sẽ là R trừ D, đây, R đây. Trừ đi D. Chúng ta bị lệch ra ngoài nhé. Đây, R này. Trừ đi D nhé. D đây này. Trừ D. Đấy. Trừ D. Sau đó chúng ta sẽ làm sao? Sau đó thì các bạn nhớ lại chỗ này nhé. Khi mình để R trừ 1, tôi sẽ để R trừ D. Khi R trừ D rồi, chúng ta sẽ hạ bút xuống. Chúng ta vào đây. Chúng ta hạ cái bút xuống. Pen down. Sau chúng ta bắt đầu vẽ. Chúng ta vẽ một cái đoạn bằng là 10. Bạn là bằng D. Mút phía trước là D. Đấy. D nhé. Đấy. D. Sau đó chúng ta sẽ đi lùi dùng cái lệnh là move trừ r, chỉ là cái lệnh này để copy sao cho dễ nhé. Đây bỏ cái này ra, như vậy là move trừ r. Đấy. Đấy, thì đây là đoạn mà có cái ở dưới này, đây là move move trừ d, đây là r trừ d nhé. Còn ở dưới này làm tương tự như ở đây, chúng ta khi ta bút rồi chúng ta sẽ phải pen up lên, không nó vẽ lung tung ngay, pen up chúng ta đưa vào đây. Đấy. Nhé. Còn đoạn dưới này giống như đoạn trên này, chỉ khác D chúng ta copy xuống dưới này. Còn đây là các cái chỗ khác thì chúng ta không để D, chúng ta bỏ cái D này ra và chúng ta cho là R chỉ đi 5 chẳng hạn. Đây chính là 5. Hoặc nếu các bạn thích cho thật khác nữa thì đây sẽ là D, còn chỗ này sẽ là D chia cho
Nhưng chúng tôi đến thuộc R. Chúng ta đặt nhiệm vụ, đặt cái phép là gì? Phép chia. D chia 3 chẳng hạn. Thì chúng ta copy vào đây. D chia 3. Có chữ này cũng là D chia 3. Đấy. Được chưa? Đấy, mà quay như này. Đấy, vì chúng ta thử nhá. Bây giờ chúng ta thử này xem đúng hay không, không, không nhé. Bây giờ đầu tiên vẽ hình tròn bên ngoài này, sau đó là tiếp theo là cái lệnh là vẽ cái hình tròn, vẽ mặt đồng hồ với tọa độ giống ở trên cũng là không này, không này. Mà đây là 150 này, 150. Đấy. Tôi nhắc lại một chút nhé, kia vẽ mặt đồng hồ để như sau. Nhắc lại đầu tiên là pan up di chuyển về 0 0 0 xy, sau đó là quay 120 lần và mỗi lần xoay như vậy là 0,5 độ. Và chúng ta đi phía, trước là R trừ 1, xong hạ bút đi 1, nấc nâng nhấc nấc nhấc nhấc bút đi lùi về, lùi về 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 tâm xy và quay bên trái 0,5 độ. Còn ở bên này thì khác. Chúng ta đặt một cái góc alpha, được tiện alpha bằng 0. Lặp 60 lần thôi, mỗi lần như vậy tăng alpha lên 6 độ, như vậy tổng cộng sẽ là 360 độ. Chúng ta làm như sau. Nếu mà alpha là chết cho 5. Đấy, thì góc bằng góc là 5 độ, 10 độ, 15 độ. Để tôi kiểm tra nhé. Không phải, xin lỗi, không phải như vậy. Hình như tôi đã bị sai nhé. K tăng lên 1, tôi nhầm chỗ này. Cái alpha này đúng là vẫn phải là gì, vẫn cái alpha này vẫn phải là k chứ đúng không? Xin tôi phải lỗi, tôi nhầm đấy. Các bạn cùng làm với tôi không thì tôi sửa lại một chút nha, tôi nhầm nhầm. Cái chỗ này không phải, không phải góc alpha mà đây vẫn phải là k thật, thực sự vẫn là k. Là cái số phút thôi. K vẫn là số phút thôi nhá. Như vậy là k vẫn là số phút thôi, nhưng chỗ này, cái chỗ này không thể nào mà để ở đây được, chúng ta để ra ngoài. Đấy. Và cái chỗ này là tăng k lên một đơn vị. Như vậy là k sẽ chạy từ 1, chạy từ 0 cho đến 60. Đấy. Thì vẫn chia cho 5 là mới là đúng. Cho nên cái point này là point này, chúng ta để là point là 0. Point là 0 độ ở đây nhé. Tôi cho ta để ở đây. Đấy. Và dưới này chúng ta sẽ phải thêm động tác nữa. Chúng ta phải xoay sang bên trái là 6 độ nữa. Xoay bên phải 6 độ. Xoay bên phải 6 độ nữa thì mới đúng. Đây là 26 độ. Cái K là cái biến được kiểm tra, nếu mà K chết cho 5 thì chúng ta sẽ là vẽ to ra. Rồi, bây giờ tôi kiểm tra là có đúng không nhé. Nhắc lại này. Cái biến K là cái biến dùng để ta đến là liên quan đến cái số phút đấy. Mỗi lần quay là quay 1 phút. Tổng cộng là quay là 60 phút đấy. Đây chúng ta vẽ cái, thì cái nước số phút là chết cho 5 ấy thì chúng ta vẽ cái đường dài hơn. Đường dài là như này, là đường dài là bằng d, d ở đây sẽ bằng là r chia 10. Còn nếu mà số phút không chia cho 5 ấy là đường ngắn ấy thì chúng ta dùng cái là d chia 3, ngắn 1/3 nhé. Vẫn là r, ôi rồi nhầm chết luôn đấy. Rồi chạy thử với ngay nhá, chúng ta chạy thử này. Đấy, thấy chưa? Đấy, chúng ta vẽ đúng rồi đấy. To này, cái còn nó không quay thì nó nhỏ lại này. Bây giờ tôi muốn cho nó, bây giờ tôi muốn cho nó đậm một tí, cái làm như sau nhé. Tôi muốn cái đường bên ngoài này đậm này để phóng to cho thử nhé. Đấy. Cái đường bên ngoài này tôi muốn cái đường là của 5 độ là đậm, của cái đường kia nhạt hơn. Đấy, thì tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi làm, muốn cho đậm nhạt, tôi làm như thế này. Đây, cái đường bên ngoài, đây cái đường mút bên ngoài này nhé. Đây là vẽ mặt bên ngoài. Vẽ vào trong bên ngoài thì tôi sẽ để như sau. Mặc định của chương trình thì tôi đặt cái bút, mặc định tôi đặt cái bút là có chiều rộng là 1 nhé. Còn riêng vẽ cái đường này, riêng vẽ cái vòng tròn bên ngoài thì đặt cái size này bằng 2. Cái này bằng 2. Đấy. Bằng 2 tôi để ngay ở đây, để ở chỗ này. Và khi kết thúc tôi phải đặt lại nó là 1. Đây. Cho nó nhỏ lại. Như vậy là cái đường viền bên ngoài là 2 nhé. Còn ở đây, ở đây như sau. Ở đây như sau nhé.
Khi vẽ cái đường dài, cái đường nét dài, tôi đặt cái đường nét dài ở đây là 2. 2. Đấy. 2 tôi để ở đây là số 2. Khi làm xong, khi bắt đầu vẽ cái đường ngắn tôi để là 1. Để là sẽ dài là 1. Anh vậy. Đối với đường cái đường nét nét dài này này thì tôi để là độ rộng của nó là 2, còn đối với đường này thì để là 1, và khi kết thúc thì tôi cũng đặt lại là 1 cho yên tâm. Đấy. Để tôi phóng to để nhìn cho nó vẽ chính xác chưa nhé. Đây. Phóng to. Chúng ta vẽ được cái mặt cái bàn đồng hồ là khá đẹp rồi đúng không nào? Nhé. Bây giờ tôi sẽ cùng chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tiếp này. Bây giờ tôi muốn vẽ ở đây cái số đây là 12, 1, 12 này, 5 này, 12 này, sau đây là 5 này, 10 này, đúng không? 15, 20, đúng số ở đây. Thì làm như nào? Thấy chưa? Để chúng ta cùng nhau suy nghĩ nhá. Này, bây giờ tôi sẽ làm như sau này. Tôi sẽ vẽ tiếp vào chỗ này là số 12, số 1, 12 này, 5 này, 10 này. Đấy, chỗ này là 15 này. Không rõ. Ở đây là 12, đây là 1 nhé. Đây là 5 nhé, đây là 5, đây là 10, đây là 15, đây là 20, đây là 25, đây là 30, cái số kim đồng hồ đấy, cái số ở đây nhé. Đó. Thì làm như nào? Đấy, bây chúng ta chú ý nhé, bây chúng ta chú ý chúng ta phải làm cẩn thận chỗ này nhé. Muốn vẽ thì ta làm như thế nào? Mà nó vẫn phải đúng tại vị trí này cơ. Đấy. Thì chúng ta có thể hoặc là chúng ta bây giờ tôi làm sao, tôi bắt buộc tôi phải tạo ra một cái nhân vật mới, bắt buộc đấy, nhân vật mới dùng để vẽ, và tôi dùng cái lệnh sẽ dùng lệnh stem dùng lệnh stem để vẽ hình đó nhé. Bây giờ tôi tạo một nhân vật mới đây, tôi vẽ lấy nhé. Rồi bây giờ nhân vật mới này tôi sẽ vẽ ra các số nó sẽ là các số nó sẽ là từ nó là 12 đúng không, 12 này, sau đó là 5, 10, 15, 20, 25, 30, không phải 5 phút, sau đó là 10, 15, không phải 1, 2, 1 giờ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đến cho đến 11, được chưa? Rồi, bây giờ tôi làm như sau nhé. Tôi sẽ dùng cái nút này để tôi tạo ra một cái số nhé. Tôi tạo ra số, tôi đặt sau, tôi đặt màu đỏ cho đẹp, tôi để ở đây đi. Phóng to cho một tí cho dễ nhìn nhé. Đây, tôi đặt vào đây này. Đấy. À, tôi đặt là đầu tiên là số 12 chiếc nhé. Đấy. 12 tôi phóng to lên một tí. Đấy, được chưa? Đấy nhé. Như vậy cái số 12 này này, nó như này này. Đấy, 12 như này nhé. Đấy. Và tôi đặt cái này và dùng lệnh này. Tôi vẽ cái 12 này và tôi để nó vào, kéo nó vào trung tâm. Đấy. Được chưa? Đây số 12 sẽ nằm ở chỗ này nhé. Đây sẽ là cái số cái số đầu tiên nhé. Kiểu cái này là một đi. Một. Được chưa? Sau tôi sẽ phải copy 12 này, cái số thứ hai dùng lệnh duplicate nhé, và số thứ hai là chính là số 1. Để số này tôi xóa đi này, dùng lệnh này này. Đấy. Tôi xóa đi này, này số 1. Và số 1 này tôi sẽ phải dùng lệnh này để tôi đưa nó vào tâm của cái hình này. Đấy, tâm rồi chưa? Chính tâm nhé. Đấy. Tâm rồi. Số 1 nhé. Bắt đầu tôi một chút nhé. Cái số này là số 1. Không hay lắm nhỉ? Không thì chúng ta muốn để tôi một chút nhé, tôi cứ vẽ, tôi tính sau nhé. Tôi là số 2, nó lại là số 1 nhưng nó lại thứ tự là 2, thôi được, chúng ta sẽ xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này, đây là một nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lại duplicate lần thứ hai này, thì bây giờ chúng ta sửa rất nhanh, số này nó tâm rồi, chúng ta sẽ sửa cho lại thành số 2, vẽ số 2 nhé. Hai sẽ nói chúng ta làm tiếp phải đủ đủ 12 cái đấy. Đây là tiếp theo cho số này sẽ ta sửa thành số 3. Xong duplicate nhé. Là sửa thành số 4.
duplicate, chúng ta sửa thành số 5. Duplicate, chúng ta sửa thành số 6. Cứ như vậy chúng ta làm tận số 11 thì thôi nhé. 5 đây là 6 chứ sẽ 8. Đây là 6 rồi. Chúng ta duplicate số 7. Được chưa? Số 7. Xong bấm duplicate nữa nhỉ. Đây sẽ là số 8. Ôi rồi, em chúng ta không còn 8 nhé. Tiếp theo là số 9. Số 9. Rồi. Tiếp theo là số 10. Số 10 chúng ta phải lại một chút cho nó cân vào giữa. Đấy, 10 này. Xong bước tiếp theo là số 11. Được chưa? Thôi bây giờ tôi để cho nó hay hơn, tôi kéo 12 này xuống nhé, tôi kéo cái này xuống dưới. Cho nó chính xác như vậy, số nào nó chính là số đó luôn chứ không nên 12 kéo dưới cùng nhé. Đấy. Như vậy là hiện nay là gì? Ở đây số 1 thì phải là số 1 chứ. Hiện nay sẽ là số 1 này. Đây là số 2 này. Như vậy là số nào chính là số đó nhé. Số 3 là số 3 này. Số 3 là thứ tự là 3 này. Thế tôi mới làm được đúng nhé. Số 4 này. 4 này. Đây là số 5. 5. Nhầm nhầm. Đúng nhầm thế nào nhỉ? 11, 12. Chỗ này phải là 12. Từ từ nhá, nó bị hơi bị lỗi. Cái số này là số 1 là tôi chưa làm được. Rồi, mình đặt lại nhé. Cái số này là số 1, vậy tôi không ăn. Số 1 ăn rồi. Đây là số 2, phải là ăn rồi. Số 2 nhé. Đây là số 3. Đây là số 4. Đây là số 5. Đây là số 6. Đây là số 7. Đây là số 8. Đây là số 9. Đây là số 10. Đây là 11. Đây là 12. Rồi, nha. Mà chúng ta có 12 cái con số. Tôi ký hiệu cái này nó là tôi ký hiệu nó là 5 đi, 5 là cái con số nhé. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta làm như sau này. Con mèo là vị trí con mèo đây, con mèo là cái nơi chúng ta vẽ đây. Là cái bút vẽ nhé. Thì khi vẽ xong con mèo thì chúng ta đây, khi vẽ xong cái đồng hồ thì con mèo nó sẽ phải gửi một thông điệp để cho cái bút để cho con này nó vẽ con số ở đây nhé. Và thông điệp là nó gửi từ người sang là chúng ta phải có cả cái các cái tọa độ ở đây, chúng ta phải biết trước rồi vì ta lập trình cho con này nhé. Đây, cho cái này chúng ta làm như sau. Ban đầu tiên là nó ẩn đi này. Đấy. Và như là nó ẩn đi luôn nhé. Đây, ẩn đi nhé, ẩn đi. Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu lập trình này. Tôi sẽ dùng tôi sẽ tạo một cái tôi sẽ tạo một cái tạo một cái thủ tục cho cái nhân vật là 5 này để chúng ta để hiện hiện số nhé, hiện số. Tôi làm như vậy thôi. Tôi làm như sau này. Tôi vẫn tạo một cái block riêng, mỗi một nhân vật có một cái nhóm riêng nhé. Đây, ký hiệu tôi gọi cái này là vẽ số.
vẽ số mặt đồng hồ nhé. Vẫn như sau, vẫn với cái tọa độ là x một này, tọa độ thứ hai là y này, và bán kính là r. Vẫn như vậy, bán kính là r, vẫn như vậy, chỉ khác là cái tên là vẽ số mặt đồng hồ thôi. Đấy, được chưa? Đó, thì khi nhân vật này khi mà nhận được thông điệp là vẽ thì anh thì người vật này mới vẽ, vì chúng ta mô tả cái lệnh vẽ này thôi nhé. Nào thì mô tả cái lệnh vẽ này như sau này. Đầu tiên nó sẽ phải là pen up, chú ý là đây là cái lệnh vẽ sau khi mà chúng ta vẽ mặt đồng hồ, chứ không được phép dùng lệnh xóa, chúng ta phải giữ nguyên pen up này. Rồi sau chúng ta làm như sau nhé, rất đơn giản, bây giờ làm như sau này, thực ra cũng đơn giản đây. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ nhân vật này nó sẽ di chuyển theo cái hướng này, và nó sẽ di chuyển và nó sẽ dùng lệnh stem này nó đặt vào. Chúng ta không cho nó xoay vì chúng ta sẽ phải xoay nhân vật mà chúng ta không muốn nó xoay. Chúng ta dùng lệnh sau đây, chúng ta dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh là đây, set rotation style là none, tức là gì, đây là don, tức là cái con này là dù nó xoay mấy xoay nó vẫn đứng thẳng như thế này, được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu này, ở đây nhá, chúng ta chú ý nhá, ở đây như sau này, chúng ta sẽ vẽ từ số 1 trở đi, 1, 2, 3, 4, cho đây là 12 mà. Rồi chúng ta làm như sau này, ở đây nhá, chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta cho cái con cái số này chúng ta point in direction là số mấy nhỉ? In direction là ở chỗ này này, là 5 nhân là 30 độ. Chỗ này là 30 độ, chỗ này là 45 độ, chỗ này là 30 độ, 60 độ, 90 độ, chúng ta cho là 30 độ. 30 độ, thế là chỗ này này. 30 độ. Chúng số 1 này này. Được chưa? Đấy. 30 độ nhé. Sau đó chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta nhớ lại lệnh này. Chúng ta cho cái nhân vật này nó di chuyển đến go to đến cái vị trí là x và y đây. X, y. Được chưa? Rồi. Sau đó chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ lặp là 12 lần thôi. Từ đây là 1, 2, 3, 4, 12 lần thôi. Nhé. Chúng ta tạo một cái biến k. Vẫn tạo phải tạo biến, đây có k rồi nhỉ, chúng ta dùng lại k này được, được phép dùng lại k này nhé. Cái k này là k ở bên kia đã dùng rồi, nhưng mà dùng ở chỗ khác vậy xong rồi, thì đây chúng ta dùng lại biến k đấy. Chúng ta sẽ đặt k bằng 1 đây, chúng ta set k bằng 1, set k bằng 1, được phép dùng lại nó, bắt đầu từ góc 30 độ là góc chỉ số 1, được chưa? Rồi như sau này. Chúng ta bắt đầu nhé, để chúng ta sẽ lặp đề lệnh chính này, chúng ta sẽ lặp là 12 lần. Mỗi lần như vậy chúng ta tăng k lên một đơn vị và chúng ta xoay đi một góc là 15 độ sang bên phải, 30 độ sang bên phải. Bắt đầu từ ở chỗ này nhé. Đấy. Rồi, thì ở đây chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ suýt chúng ta sẽ đổi cái trang phục sang cái số thứ k, vì chúng ta đang chạy theo biến k mà, với k bao nhiêu chúng ta sẽ in hình thế đó. Đấy, chúng ta để vào đây, xoay sang hình thứ k, lặp 12 lần, và nhìn cho làm sao chúng ta sẽ move về phía trước một đoạn là bằng bao nhiêu. Đây, chúng ta sẽ move về trước như này nhé, chúng ta dùng lệnh move đoạn là bao nhiêu. Này này, ở bên này chúng ta chết rồi, ở bên này chúng ta cho con mèo vẽ đây là một đoạn là r trừ d nhá, này r trừ d đây, thì đây chúng ta sẽ phải tăng lên chúng ta cho là r trừ đi d trừ đi một đoạn nữa đấy. Như vậy chúng ta cho r trừ đi d nó chạm vào đây mất này, chúng ta phải tự lùi lại cho tới đây thôi, cho r trừ đi 2d đi nhá, làm d bằng là đây, d bằng r trên 10 mà, chúng ta làm thử ở đây nhé. Đây này, ôi, chúng ta xem bên này, các bạn hơi ở đây nhá, chúng ta đặt lại và chúng ta không dùng d nữa, chúng ta đặt d bằng r chia cho 20.
À, không phải, D là bằng R chia 10, giống giống ở giống bên kia nhé. Đây, chia đặt R chia 10. R chia 10. Vị trí mà nó vị trí mà ở chỗ này này là R chia D nhé. Đấy, đặt sẽ D vào đây nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta múc một đoạn là R chia đi 2D thì nó hợp lý hơn nhé. Đây chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta lại phép trừ. Đâu rồi, phép trừ. Đấy. Là R trừ đi 2D. Chỗ này là 2D. Chúng ta phải làm phép nhân này. Phép nhân là 2. Nhân với D. 2D. Như R trừ đi 2D. Như vậy là còn khoảng trống giống. Nhé. Như vậy là nhân vật này là số này sẽ di chuyển về phía R trừ đi 2D. Đấy. Sau đó là dùng lệnh gì, dùng lệnh là stem đó, dùng lệnh stem để vẽ cái số của mình ở trên màn hình. Đấy. Vẽ xong thì lùi về, vẽ xong thì phải lùi về vì thực ra chỗ này là nó không dùng vẫn là pen up, cho nên chúng ta có thể dùng lệnh go to cho nó nhanh. Chúng ta dùng lệnh là go to xi cho nó nhanh nhé. Chúng ta dùng lệnh là go to xi quay về bút đồng hồ, go to xi. Và sau đó chúng ta sẽ xoay bên trái, à, xoay bên phải là 15 độ, là 30 độ. Xoay bên phải là 15, xoay bên phải là 30 độ, đúng góc nữa nhé. Mà chúng ta tăng K lên 1, lên 1. Trên K 3, trên K 31. Và khi quay lại thì chúng ta lại đầu tiên là switch custom như thế này. Đó. Được chưa? Đấy. Như vậy là đây này, bìa sang bên này nhé, con mèo này. Ở đây khi mà chúng ta vẽ xong cái này rồi, vẽ xong mặt rồi, chúng ta gửi một thông điệp sang bên kia. Dùng lệnh này chúng ta gửi một thông điệp sang bên kia là broadcast bên kia nhé. Thông điệp là vẽ mặt đồng hồ, là vẽ vẽ số, vẽ số đồng hồ, vẽ số số đồng hồ. Thì ở bên này khi nhận được vẽ số đồng hồ nhé, khi nhận được thông điệp là vẽ số đồng hồ thì bên này sẽ vẽ, bên này sẽ dùng cái lệnh này. Đấy, sẽ vẽ cái này. Đấy. Cái mặt đồng hồ là không, phải giống giống bên kia, không này, không này, không không, và đây là 150 đúng không, mà giống nó giống bên kia, bên này dưới bên này là 00150. Đấy, thì bên này cũng phải thế này, thấy chưa. Đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra lại đúng như nhé. Đấy, mình đúng rồi nhé, nó hơi sát vào quá, tôi có thể cho nó lùi ra một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lùi ra chỗ này, không phải là 3D mà là 3D nhé. 3D nó sẽ lùi ra một chút nữa này, kiểm tra lại chỗ này 3D. Hoặc là tôi giảm kia, giảm cái 3D thì hơi sát quá, vẫn là 2D thôi, nhưng mà tôi giảm cái kích thước đi. Tôi sẽ làm như sau, kích thước được phụ thuộc vào R. Tôi sẽ vào cái lệnh này, tôi giảm, tôi set cái size của nó đi, set cái size của nó là đây nhé, ban đầu là 100%, còn ở đây tôi sẽ set cái size của nó là 80% thôi. Đấy. Tôi để nó vào đây. Đấy. Để lại này. À, tôi để đây vẫn là 2, 2 nhé. Đẹp vào đấy. Mà chúng ta vẽ đi cái mà cái đồng hồ vào cái mặt đồng hồ. Bạn thấy không nào? Tới đây về câu hỏi đặt ra là các bạn có muốn vẽ tiếp cái kim đồng hồ không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về cái bài này tôi ghi ra nhé. Cái bài này là cái bài bài số 4 là vẽ mặt đồng hồ. Vẽ mặt đồng hồ hoàn chỉnh nhé. Quả số đấy, quả số đấy. Hoàn chỉnh. Còn bây giờ nếu mà tôi muốn vẽ cái kim đồng hồ nữa mà là muốn cho nó chạy nữa thì là bài toán rất là hay, rất là đặc biệt. Bây giờ tôi làm thử nhé, kịp thời gian không? Chúng ta còn 20 phút nữa. Bây giờ tôi phải tạo ra ba nhân vật, một nhân vật là kim giờ, một nhân vật là kim phút và một nhân vật là kim giây. Đó.
và ba cái đó tôi sẽ phải làm sao cho nó chạy được trên màn hình. Làm thế nào để chạy được thì tôi làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế này. Bây giờ tôi thiết kế cái kim dây trước, kim dây nó sẽ dài và nhỏ, dài và nhỏ. Kim phút sẽ ngắn hơn một chút, kim giờ ngắn hơn một chút nữa nhé, và to ra. Bây giờ tôi tạo ra, thứ nhất là tôi tạo ra kim dây trước này. Đó, kim dây đây nhé. Tôi làm như sau này. Tôi sẽ dùng cái lệnh này để tôi tạo ra một cái kim. Bây giờ tôi muốn cho nó đặt cho nó cái kim dây là màu đỏ nhé, và nó có cái chiều rộng là nhỏ nhất có thể 5 nhé. Bây giờ tôi kẻ một cái đường như này. Đấy. Tôi sẽ điều chỉnh cái kích thước sau nhé. Điều chỉnh kích thước sau. Tôi để như thế này. Đấy, như vậy nó sẽ đâu đó là nó sẽ đây này. Vẫn hơi 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 to quá đúng không? Tôi sẽ cho nó bé lại. Đấy. Bé lại chưa? Rồi đấy nhá. Đó. Đây chính là kim dây. Bây giờ tôi sẽ vẽ tôi sẽ vẽ cái vị trí và để cho làm tâm nhá. Tôi sẽ vẽ cái hình tròn. Cái hình tròn này là tôi vẽ cái hình tròn này là cái hình tròn là nó màu màu này nhé. Đấy. Và hình tròn này tôi phi của nó bằng không, không có gì. Đấy, vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn như thế. Tôi vẽ tròn màu đỏ. Đó. Hình tròn này để làm gì? Hình tròn này để tôi sẽ đưa cái này nó vào đây. Đấy, hình tròn. Chỗ này trên tâm của cái phút nhé. Bây giờ tôi dùng này tôi đánh dấu và tôi kéo cái này về cho nó bằng cái này, tâm vào đây. Đó. Thì cái phút này nó sẽ lên, nó sẽ nằm ở tâm bên này. Đây, tâm bên này. Đấy. Đây là kim dây nhé, kim dây. Được chưa? Đó là kim dây nhé. Tôi có thể cho to ra một tí cho nó không, tôi sẽ điều chỉnh sau. Rồi, kim dây. Kim này tôi ký hiệu là kim dây nhé. Kim dây. Kim dây. Bây giờ tôi sẽ tạo ra kim phút sẽ ngắn hơn một chút nhé. Tôi bấm chuột phải, tôi dùng lệnh duplicate để tôi ra cái thứ hai. Đó. Thứ hai này tôi đặt tên là kim phút. Kim phút này. Đó. Kim phút nhá. Và đây tôi làm như sau. Kim phút này tôi sẽ đổi màu đi. Đây. Đổi màu. Đổi màu thành cái màu ví dụ thành cái màu xanh này. Màu xanh nhé. Cái hình này tôi đổi màu đi. Đổi màu tôi lấy cái màu này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho nó to lên một tí nhá. Cho nó ngắn lại một tí. Đấy. Cho nó ngắn lại và cho nó to ra. Đấy, thấy không nào? Bạn đừng bạn kéo cái phút này. Đấy, gần đây nhá. Đấy, to ra một tí rồi đấy nhá. Bây giờ tôi cho nó nhỏ ở đây và tôi kéo nó về tâm. Rồi. Vậy đây là kim phút nhá. Bây giờ chúng ta làm kim giờ này, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta làm duplicate và chúng ta sẽ sửa cái thành thành kim giờ. Tôi cho nó ngắn lại một tí nữa. Đấy. Cho to to ra một tí nữa. Đấy. Và tôi đổi màu. Kim giờ này tôi đặt màu là màu xanh chẳng hạn. Được chưa? Màu xanh. Và cái hình này tôi đặt đổi màu. Đổi màu nó là màu xanh.
Em chọn màu này. À, chọn màu. Đấy. Đấy, như vậy đây là cái mà chút nhỏ lại nhé. Rồi bạn thấy như vậy là kim đây này, ba kim gạy nhau này, kim dây nhỏ nhất là dài nhất, kim kim phút và kim giờ đây. Bây giờ tôi sẽ điều khiển này. À, các bạn chú ý nhé, chú ý này là rất khó luôn nhé. Đây đây kim này đấy. Bây giờ muốn điều khiển như sau nên bây giờ tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi lập trình trước đây, bây giờ lập trình nhé, các bạn cùng nhau hơi khó một chút. Chúng ta vào kim 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 dây nhé. Kim dây chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ chúng ta sẽ đặt vào cái vị trí ban đầu của nó nhé. Đấy. Go to đến cái vị trí XY. Chúng ta đây là 00 nhé. Chúng ta có thể thay đổi vị trí bất kỳ 00. Mặc định 00 nhé. Đấy. Tương tự như vậy là đây. Tương tự như vậy chúng ta làm với kim phút này. Kim phút nhé. Đấy. Và làm tương tự làm với kim tự làm với kim tôi làm một tay được không không nhé. Đấy. Khi có thể đó là ba cái đó là một này đó, được chưa? Bây giờ mặc định là gì, mặc định là ta chỗ này là chỗ bắt đầu khó đây nha, ta chỗ này là chỗ bắt đầu khó. Chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu về làm thế nào để mà làm thế nào mà để cho cái để cho đồng hồ nó đặt đúng cái thời gian mà chúng ta sẽ chạy nhé. Đấy thì làm như sau nhé. Bây giờ như này này, chúng ta sẽ tạo ra cái đây. Thật ra chúng ta sẽ vào cái sensing và các bạn cùng cho nhau tìm hiểu. Sensing nó có một cái thông số liên quan đến thời gian. Đây, đây này, đây nhé. Cái này là nó có tham số như sau này. Nó có một cái hàm là hàm chỉ là hour, là cái đây là thời gian, là cái giờ hiện thời. Cái giờ hiện thời nó chạy từ 0 cho đến 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 23, đến 23. Còn tiếp theo là cái này, cái tham số này là nó chạy từ cái tham số này là nó chạy minute, là nó chạy giờ theo 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 kim phút. Còn cái tham số này này là nó chạy theo giây. Đấy, chúng ta phải theo giây. Đây là cái tham số là giờ, phút và giây theo theo thời gian thực của hệ thống. Cái này rất là hay luôn đấy. Thì làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cùng kiểm soát cái kim các kim của nó nhé. Cái này các bạn, cái này hơi khó một chút đối đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại kim giây. Đấy. Thì mỗi giây là nó chạy một góc như này này. Mỗi giây nó chạy một góc này chúng ta bây giờ góc này là chỉ là 6 độ. Như vậy là mỗi một cái giây là cái kim kim giây nó chỉ nó bằng là 6 nhân với cái thời gian là giây. Đó. Một giây, giây cũng dậy từ từ 0 cho đến đến 60. Đấy, đến 59. Thì như vậy là cái góc góc của nó chỉ theo cái hướng dây này, để cho ta làm kim dây đi nhé, kim dây. Thì góc kim dây sẽ bằng là 6 nhân với dây. Vậy ta làm như sau này. Mình sẽ làm như sau nhé, với dây ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt một cái vòng lọc vô hạn lần ngay ở đây. Vô hạn lần và chúng ta cho kim dây luôn nó xoay về cái hướng sau đây. Kim dây nó luôn luôn theo vòng lọc nhé, luôn với, xoay về cái hướng là 6 nhân với cái thời gian là giây, nó sẽ bằng như sau. Đây, nó sẽ luôn là bằng là 6 6 và nhân với cái kim giây.
tức là nhân viên sợi dây như nhân nhân cái này này, chúng ta vào sensing, chúng ta vào lấy cái này ra và chúng ta đặt cái là cái dây dây second này. Đấy. Như vậy là kim dây nó luôn xoay hướng này đó. Đấy, các bạn thấy mà chúng ta chạy này, nó chạy này, kim dây nó sẽ chạy theo cái đúng theo, vì cái tham số này là tham số chỉ cái thời gian thực của hệ thống luôn, thực của chúng ta luôn nhé. Đây là năm này, còn đây là phút này, đúng không? Đây là giây này, giây này đó. Bạn thấy kim dây nó bắt đầu chạy chưa? Bây giờ tôi làm tiếp cho phút nhá. Đây phút, chúng ta vào phút. Phút cũng vậy, chúng ta sẽ cho cái vòng lặp là forever, forever. Và cái phút nó chạy như sau. Các bạn chú ý cái phút nhá. Thì mỗi một cái phút ấy, này, mỗi phút nó chạy từ này. Một cái phút là nó chạy, là chạy bằng từng này, làm chạy bằng góc là làm là 6 độ. Được chưa? Nhưng sau đó chú ý là mỗi một phút như vậy nó lại là 60 giây. 60 giây, cho nên là nếu như vậy chúng ta phải cộng thêm cái giây nữa, cái giây đó là như sau. Là mỗi một giây thì là cái kim phút đó nó chạy được thêm bao nhiêu? Bằng là mỗi một phút như vậy là cái hướng của nó là đây nhé, chúng ta chú ý. Thôi chúng ta để hiện phần ta phải để như này để cho nó ra chuyện, nó sẽ mỗi một cái đây nhé, mấy phút mà đây là go tour cái này này. Đấy. Thì mỗi một phút là kim phút nó đi được góc này, là mỗi kim phút là nó đi một góc này là 6 độ, đúng không? Là 6 độ. Nhưng sau đó là mỗi một giây nó lại di chuyển thêm một đoạn nữa. Mỗi một giây là cái chỗ này là nó di chuyển được thêm một đoạn là 60. Nhưng mà 60 giây thì đi di chuyển được 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 6 phút. Vậy suy ra là 1 phút 1 giây thì di chuyển là 60, 6 chia 60 tức là 1 phần 10 giây. Đấy, nhanh nhanh lại nhé. Nhà cho tính cái phút này. Kim phút nó mỗi là nó lên dục như thế như sau, nó quay đầu tiên là nó quay về cái hướng này. Ra tính toán nhanh lại nhé. Mỗi 1 phút thì kim dây kim kim mỗi mỗi 1 phút thì kim phút sẽ chạy được một đoạn là 6 nhân với phút. Vì mỗi cái phút là làm 6 độ mà 2 phút tức là 6 nhân 2. Thì như vậy mình phải làm như này. Chúng ta sẽ phải tính phép nhân này là 6 6 nhân với cái phút. Đây. Chúng ta vào cái này. Và chúng ta chọn phút. Chọn phút. Đó, mà chưa đủ. Tiếp theo là mỗi một phút như vậy, mỗi một giây nó lại thêm vào là 6 chia cho 60 tức là 1 phần 10 giây. Chúng ta vào thêm một đoạn nữa, chúng ta phải làm thêm một phép cộng nữa là cái phép này. Chúng ta vào sensing và chọn cái này. Đấy, chọn là giây. Và giây này nhân với cái gì? Là nhân với là 1 phần 10 giây nữa, 1 phần 10 góc. Đây. Chúng ta thấy khó một tí nhé, chỗ này khó, các bạn kê về nhà đây. Chỗ này phải nhân thêm 1 phần 10 nữa. Phép chia này. Phép chia là 1 chia cho 10 nữa. Và thực sự chỗ này là phép cộng của hai cái này. Phép cộng đây. Cộng số thứ nhất lấy là kim phút nhé, là 6 nhân với số phút. Và thứ này nữa. Đấy. Chúng ta chạy thử này. Các bạn từ giờ đồng hồ ra bây giờ là 24 phút là nó ở đây này đó. Nhắc lại nhé, kim phút chạy là mỗi một phút là nó đi được 6 độ nè, chỗ này là 6 độ này, sau đó mỗi một giây nó đi được là 6 độ chia 60 tức là 1 phần 10 giây, 1 phần 10 giây đó. Đây là kim phút nhé. Bây giờ chúng ta sang kim giờ đấy, chúng ta sang kim giờ nhé. Kim giờ đến như sau này, chúng ta có vào cái vòng lặp là vô hạn lần được chưa. Thì kim giờ là như sau này, kim giờ thì mỗi một giờ nó chạy được làm một đoạn này, chỗ này chỉ là 30 phút, nhưng mà chúng ta có đầu tiên chúng ta là mỗi giờ nó chạy được một đoạn là bằng bằng là 30 30 phút nhân với giờ 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 tức là cái này hour đây, cái thời gian hiện thời là hour đấy, nhưng mỗi một giờ nó đi nó quay được 30 phút nhé, nó quay được 30 độ nhé.
Sau đó chưa xong, mỗi một phút nó lại chỗ này là 1 giờ này, chỗ này là 1 giờ nhé, 1 giờ đi từ này. Vậy suy ra là 1 phút thì nó bằng là 30 chia cho 60 là nhân nó cộng cộng thêm là 1/2 độ nữa. Như vậy chỗ này nó phải làm như này, nó phải cộng thêm một đoạn nữa là bằng cái này, là một phần hai độ nữa. Tức là đây là phút này, 1 phút ở đây là 1/2. Đấy, đây là 1/2, 1/2. Đấy. Vì sao như vậy? Vì là mỗi 1 phút, 1 giờ đi từ này, 1 phút là bằng cứ số này chia 60, chỗ này là 30 độ chia 60 là 1/2 là cái này. Rồi là 1 giây nữa nhá. Cái chỗ này là 1 giây. Chỗ này là 1 giờ chia cho 360. Như vậy sẽ phải chia của đó là 30 chia cho 30. Một giây. 1 phút thì là từ này này. Đúng không? 1 phút thì nó quay được từ này góc này. Thì 1 giây bằng cái này phải chia cho 60 nữa, tức là 1 chia cho 120 nữa. Nhưng mà thêm cái này nữa, thêm cái đoạn này nữa này. Đấy, chỗ này rất là khó luôn nhé. Là giây này nhân với chỗ này là 1 chia cho 120. Tức là 1/2 này phải chia cho 60 nữa. Thành ra là cái này. Thành ra là cái này. Đó, là 1 chia cho 120 vậy thì mới đủ. Giờ bây giờ tôi làm ở đây nhé, cộng lại ở đây này. Đây, chỗ này sẽ là phép cộng của ba cái này. Đầu tiên là phép cộng này này. Là cái này này. Sau đó là một phép cộng nữa này. Đây nhé. Phép cộng nữa. Cộng thứ hai nó là cái này. Đấy. Phép cộng thứ ba nó là cái này. Đấy. Thì ba cái này mới đưa vào đây. Ba này mới đưa vào đây là vào cái lệnh là quanh chu hai là kéo cái này vào đây. Đấy. Mình đúng rồi đấy. Đúng hay sai nhỉ? Kim phút đúng rồi, là kim giờ hình như hơi sai một chút, kim giờ lên lên này là 10 là bị sai nhé. Tôi bật lại xem lại nhé. Kim giờ của nó là mỗi 1 giờ là đi được xoay được 30 chỗ này này. Mỗi giờ là xoay chỗ này được 30 nhé. Sau đó là cộng với phút thì là 1/2. Đúng rồi. Sau đó là giây là 1/120. Như vậy là đúng rồi nhé, sao nó lại bị sai nhỉ? Cái này là kim giây vẫn đúng này. Kim giây là đúng rồi nhé. Kim phút là đúng này. Chúng ta sắp sửa hết giờ, 9 giờ 29 phút rồi. Còn kim giờ hơi bị sai, vậy chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé trước khi chúng ta kết thúc cái phần này. Point in direction. Đây, chỗ này bị sai chỗ này nhá, chỗ này bị sai chỗ này là tôi để phép cộng là sai, chỗ này phép nhân thằng nào nhìn lại để phép nhân cơ, đây này phép nhân đây, phép nhân để cái này vào đây, chỗ này tôi nhầm là phép cộng bị sai đây, tôi đưa cái này vào chỗ này đấy, đúng chưa? À, như vậy hình ảnh đồng hồ đó chỉ là 9:30 phút, như vậy là hoàn toàn chính xác nhé. Bây giờ nhưng mà chúng ta tổng kết lại này, chúng ta có cái con mèo chính là vẽ cái mặt đồng hồ bên ngoài, sau đó là có cái năm là vẽ con số ở trên này, và chúng ta có kim giờ, kim phút, kim giây. Chúng ta dùng cái hàm rất quan trọng của cái phần cảm biến. Cái hàm này nhắc lại, cái đây là cái hàm dùng để tính thời gian hiện tại của hệ thống. Cái hàm này này, cái hàm này nó tính thời gian hiện tại của hệ thống, nó gồm có là tính thời gian theo giờ đúng không, rồi là thời gian theo phút, và thời gian theo giây chính xác luôn, theo giây chính xác luôn, theo giây đây. Thì chúng ta căn cứ trên cái mặt đồng hồ chúng ta tính toán và chúng ta ra được cái mặt đồng hồ đây. Đây chính là cái bài toán là vẽ cái mặt đồng hồ chính xác, được chưa? Chúng ta sử dụng cái hàm số. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy chúng ta kết thúc lớp chúng ta ở đây nhé.
Có gì thì các bạn cần thì hỏi, các bạn cứ hỏi lên 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 nhóm nhé. Còn tôi xin nói là từ tuần sau thì tôi sẽ bắt đầu mở những cái lớp miễn phí cho vui vẻ, mở cái lớp về gọi là Scratch nâng cao. Chúng ta sẽ học những cái bài mỗi mỗi buổi như vậy, là thường làm dự án nhỏ, làm một cái đề tài gì đó về giáo dục của chúng ta nhé. Như vậy này, cứ để tôi ghi lại. Bài số 5 là vẽ đồng hồ hoàn chỉnh nhé, vẽ đồng hồ hoàn chỉnh. Vẽ đồng hồ hoàn chỉnh. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ chào thầy. Thank you.